Trung tướng Khuất Duy Tiến, anh hùng lực lượng vũ trang qua đời. Luật sư nói gì về việc người dân lắp barrier ngăn xe ở Hà Nội? Bắt tạm giam cựu trung úy nghi có hành vi dùng nhục hình gây chết người ở Đồng Nai. Hai xe tải tông nhau trên đường cao tốc, phụ xe kẹt trong cabin. Nga tuyên bố tiếp tục tấn công bằng tên lửa Oresnik. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp 5 giờ sáng được phát sóng trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin từ gia đình cho biết, Trung tướng Khuất Duy Tiến, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã qua đời hồi 16 giờ 10 phút ngày 23 tháng 11, hưởng thọ 94 tuổi. Trung tướng Khuất Duy Tiến sinh ngày 27 tháng 2 năm 1931 trong một gia đình cố nông ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Sơn Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội. Mới 13-14 tuổi, ông đã giác ngộ và tham gia hội kính. Khi cách mạng tháng 8 nổ ra, ông cùng thanh thiếu niên trong làng theo người lớn giành chính quyền ở xã, ở huyện. Kháng chiến toàn quốc, ông tích cực tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng và diệt ác trừ gian tại địa phương. Không may, ông bị địch bắt, tra tấn, giam cầm ở Sơn Tây và nhà tù Hỏa Lò, nhưng vẫn giữ vững khí tiết. Vượt ngục, ông tiếp tục tham gia hoạt động và nhập ngũ tháng 9 năm 1950 ở Trung đoàn 48, Đại đoàn Đồng Bằng 320, liên tục chiến đấu trên địa bàn các tỉnh Sơn Tây, Hòa Bình, Hà Đông, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và Thái Bình, cùng đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước khi được về nghỉ hưu, ông còn có 10 năm đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Quân lực và Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1. Với những đóng góp của mình, Trung tướng Khuất Duy Tiến được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huy chương cao quý, gồm Huân chương Quân công hạng 2, 3, Huân chương Chiến thắng chống Pháp hạng 3, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, hai Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, 2, 3, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ngày 30 tháng 10 năm 2013, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Mới đây, tranh cãi nổ ra khi một loạt các ngõ ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội lắp barrier chặn xe đầu giờ sáng. Những chiếc barrier này được hạ xuống và khóa lại trong giờ cao điểm, buổi sáng từ 7 giờ đến 8:30. Theo người dân, trong giờ cao điểm, rất nhiều xe chạy vào ngõ để đi tắt lên cầu vượt ngã tư Sở, gây ùn tắc, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Việc đi tắt này giúp chỉ mất 2 đến 3 phút để lên cầu, thay vì 10 đến 15 phút nếu theo trục chính từ Thượng Đình rẽ sang Trường Chinh và quay đầu. Trong khi đó, người dân trong ngõ lại cho hay khi chưa chặn barrier, ngõ thường xảy ra ùn tắc, khói bụi, chửi mắng nhau. Xe cộ chen kín lối đi cũng khiến một số hộ dân không mở được cửa. Đến nay, chính quyền địa phương vẫn đang xử lý tình trạng này. Luật sư Đào Thị Bích Liên, văn phòng luật sư Hà Hải và Cộng sự cho hay, việc lắp barrier trên đường công cộng hoặc lối đi chung mà không được cơ quan chức năng cho phép có thể bị xem là hành vi xâm phạm quyền sử dụng tài sản công hoặc cản trở giao thông công cộng. Ngày 23 tháng 11, Bộ Công an cho biết Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Tuấn Linh, 37 tuổi, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, cùng hai người khác về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng với đó, Công an Hà Nội cũng khởi tố hai bị can khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội phát hiện Nguyễn Tuấn Linh cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O, khí cười tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại DCMC Việt Nam. Ngày 7 tháng 11, Công an Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng triệu tập 26 nghi phạm và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O, 14 hệ thống máy móc, thiết bị sang chiết khí, 2 máy bơm khí, 610 kg viên nén khí N2O, hơn 71.000 chai khí thành phẩm, hơn 6.500 vỏ bình khí, 50 kg vỏ bóng, nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân, v.v. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 23 tỷ đồng cùng 9.300 đô la Mỹ liên quan đến hoạt động phạm tội.
ngày 23 tháng 11, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bắt tạm giam bị can Lưu Quang Trung, cựu trung úy, điều tra viên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về tội dùng nhục hình. Liên quan vụ việc này, theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngày 1 tháng 4, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận được đơn tố giác tội phạm của em trai nạn nhân Vũ Minh Đức. Nội dung đơn có liên quan đến nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Công an huyện Long Thành mà Cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang thụ lý xác minh theo phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, ngày 22 tháng 3, ông Vũ Minh Đức đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành để làm việc với Đại úy Thái Thanh Thương, điều tra viên và Trung úy Lưu Quang Trung theo giấy triệu tập. Đến chiều 22 tháng 3, gia đình ông Đức nhận được thông báo của Đại úy Thương về việc ông Đức ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, người thân nhận thông tin ông Đức đã tử vong. Không khí lạnh mạnh tràn về khiến miền Bắc rét đậm, rét hại. Từ đêm 26 tháng 11, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24 tháng 11, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 25 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ngày 26 tháng 11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm 26 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Khu vực Hà Nội, từ tối ngày 25 tháng 11 đến sáng ngày 26 tháng 11 có mưa rải rác. Ngày 26 tháng 11, trời chuyển lạnh. Từ đêm 26 tháng 11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 17 đến 19 độ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Ngày 23 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền, sinh năm 2005, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, về hành vi sát hại con ruột. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 22 tháng 11, mẹ chồng của Huyền là bà TTTH đưa võng để du cháu nội DTHT, sinh ngày 21 tháng 8 năm 2024, con ruột Huyền ngủ. Sau khi cháu T ngủ, bà H đi ăn sáng, dặn Huyền ở nhà làm việc nhà và trông coi cháu T. Khi bà H vừa ra khỏi nhà, Huyền vào bế bé T ném xuống mương cạnh nhà rồi bỏ đi vô làm việc nhà. Khi bà H đi ăn sáng về không thấy T trên võng nên cùng Huyền và những người trong gia đình đi tìm và phát hiện cháu bé tử vong dưới mương. Sau đó, chồng của Huyền đến công an xã Châu Phong trình báo sự việc. Qua làm việc, bước đầu Huyền khai nhận do mâu thuẫn với chồng và cha mẹ chồng nên mới ra tay với con ruột của mình. Sáng 24 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn trên đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây. Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây, đoạn km 35+300 qua xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xe tải mang biển số 89H00939 lưu thông hướng Bắc Nam, tông vào đuôi xe tải cùng chiều phía trước, mang biển số 92C05690. Cú tông mạnh làm đầu phần xe 89H00939 dính chặt vào đuôi xe phía trước, bể nát. Tài xế đang ngồi ghế lái xe 89H00939 được đưa ra khỏi cabin trong tình trạng xây xát nhẹ. Còn một phụ xe đang nằm ngủ sau lưng ghế tài bị kẹt bên trong. Tài xế của xe tải còn lại bị thương. Đến 6 giờ 15 phút cùng ngày, phụ xe bị mắc kẹt trong cabin xe 89H00939 đã được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận cứu ra ngoài an toàn. Vụ cháy lớn tại công ty Đông, A Hoa Sung không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản và khu nhà xưởng hơn 1.000m2 đã bị cháy và đổ sập. Ngày 24 tháng 11, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an huyện An Dương đang tiếp cận khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại công ty An Đông, A Hoa Sung trong khu công nghiệp Tràng Duệ. Theo thông tin ban đầu, vào 23 giờ 31 phút ngày 23 tháng 11,
Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo về cháy tại công ty Đông A Hoa Sung, lô K4, khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ đã điều động lực lượng phương tiện gồm 15 xe chữa cháy của các đội khu vực, phối hợp với công an các quận huyện Hồng Bàng, An Dương, An Lão, Kiến An và các đội chữa cháy cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy Tràng Duệ, khu công nghiệp An Dương, khu công nghiệp Nomura, tổ chức hiệp đồng chữa cháy. Mạng xã hội vừa xôn xao video hai thợ trang điểm cho cô dâu bị người nhà gia đình chú rể giữ lại, lục soát vali, đồ trang điểm sau khi phát hiện bị mất 20 triệu đồng trong đám cưới. Sự việc xảy ra ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Video cho thấy để chứng minh trong sạch, hai cô gái cũng đã đồng ý để người nhà lục đồ kiểm tra. Hai cô gái cũng đề nghị gọi công an đến giải quyết, nhưng gia đình từ chối vì nhà đang có đám cưới, không muốn gây ồn ào. Đáng nói, người nhà chú rể còn đề nghị hai cô gái cởi quần áo để lục soát người, đồng thời lớn tiếng đe dọa sẽ tác động hai cô gái. Ấm ức, cô gái đã bật khóc nức nở. Tuy nhiên, cô vẫn cởi phăng quần áo để người nhà chú rể kiểm tra, song không phát hiện được gì. Một vài người nhà của chú rể bước vào để gửi lời xin lỗi đến hai cô gái. Mẹ chú rể cũng trực tiếp xuống xin lỗi, mong hai thợ trang điểm bỏ qua. Đến nay, cơ quan công an đã mời những người có liên quan đến làm việc. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật. Mời quý vị tiếp tục đón xem. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tiến hành nhiều cuộc tấn công nữa bằng tên lửa siêu thanh mới không thể đánh chặn, mang tên Oresnik. Các cuộc thử nghiệm đối với tên lửa Oresnik đã diễn ra thành công và tôi xin chúc mừng về điều đó. Hãng tin Interfax dẫn phát biểu của Tổng thống Putin trong cuộc họp với các tướng lĩnh Nga hôm 22 tháng 11. Moscow sáng 21 tháng 11 đã bắn quả tên lửa đạn đạo phi hạt nhân siêu âm tầm trung Oresnik để tập kích vào một cơ sở tên lửa và quốc phòng ở thành phố Dnipro, Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố động thái của Moscow nhằm đáp trả việc Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hôm 17 và 18 tháng 1. Mỹ bày tỏ quan ngại về tên lửa mới của Moscow sau khi tấn công thành phố Dnipro, song cho rằng Nga chỉ sở hữu số ít Oresnik. Trái lại, Tổng thống Putin tuyên bố quân đội Nga có đủ tên lửa này để tiếp tục thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu và sẽ đưa chúng vào sản xuất hàng loạt. Tên lửa Oresnik mà Nga sử dụng để tập kích Ukraine gần đây được chế tạo dựa trên RS-26, loại tên lửa đạn đạo có lịch sử phát triển gây tranh cãi. Sáng sớm 21 tháng 11, Nga phóng một tên lửa đạn đạo mang tên Oresnik, tên tiếng Nga có nghĩa là cây phỉ, nhằm vào thành phố Dnipro, miền đông Ukraine, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và làm hàng chục người bị thương. Ban đầu, tên lửa này được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, nhưng các nhà phân tích sau đó xác định đây là tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM. Theo phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sarina Shais, Oresnik là biến thể của tên lửa đạn đạo RS-26 do Nga phát triển. RS-26 là tên lửa nhiên liệu rắn nặng 40 tấn, có vị trí độc đáo trong hệ thống phân loại tên lửa. Cụ thể, nếu được phóng đi từ góc bắn nhất định, tên lửa này có thể đạt tầm bay khoảng 5.500 km, đủ để được xếp vào phân loại ICBM. Tuy nhiên, về bản chất, tên lửa này lại phù hợp hơn với các nhiệm vụ tầm trung với tầm bay dưới 5.500 km. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm 22 tháng 11 đề cử ông Scott Bessent, một nhà đầu tư kỳ cựu, làm Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ sắp tới. Trước đó, một chiếc ghế nóng về kinh tế khác là Bộ trưởng Thương mại đã được ông Trump trao cho ông Howard Lutnick, Giám đốc điều hành công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald. Theo trang The Guardian, đây là những nhân vật trung thành sẽ bảo đảm các chương trình nghị sự về kinh tế sắp tới của ông Trump không bị cản trở. Các nhà bình luận cho rằng cả hai ứng viên chắc chắn sẽ bỏ qua lời cảnh báo của các nhà kinh tế và đi theo sự dẫn dắt của ông Trump khi điều hành hai bộ nói trên. Ông Lutnick là người bạn lâu năm, đồng thời là đồng chủ tịch nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump. Trong khi đó, ông Bessent từng lớn tiếng ủng hộ thuế quan trong một cuộc phỏng vấn trên đài Fox News. Chiến lược thuế là trọng tâm trong kế hoạch kinh tế của ông Trump dành cho nước Mỹ. Một số nhà kinh tế đã cảnh báo việc áp dụng mức thuế quan cao có thể khiến lạm phát tăng trở lại. Đồng thời, nhiều chuyên gia về ngân sách lo ngại các kế hoạch rộng hơn của ông Trump có thể khiến nợ chính phủ tăng thêm 15.000 tỷ USD trong 10 năm.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp 5 giờ sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube của Báo Người Lao Động ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.